Có thể bạn chưa biết, rất nhiều bạn trẻ ngày nay yêu thích màu ảnh phim và sự tiện dụng của các dòng máy phim lấy ngay như Instax, Fujifilm, Polaroid hay Kodak. Nhưng ít ai biết rằng, việc phát minh ra những tấm phim nhỏ xinh có thể hiện ra hình ảnh đã chụp chỉ sau vài phút là cả một bước tiến lớn của ngành hóa học thế kỷ 20. Hãng Polaroid đi đầu trong việc phát triển dòng phim ăn liền đã mất tới 16 năm để có được công thức hợp chất đầu tiên dùng cho phim lấy ngay. Những bức ảnh dưới đây dưới là nhà hóa học Howard Gers, người đứng đầu dự án phát triển phim lấy ngay của Polaroid cùng các cộng sự. Bên cạnh 5.000 ống hóa chất được sử dụng để phát minh dòng phim ảnh ăn liền đầu tiên vào năm 1963 mà đến ngày nay vẫn được rất nhiều bạn yêu thích.